Hôm nay mình làm phi lê cá di hồng, mình ướp với lại một muỗng muối nè, một muỗng muối với lại hai muỗng bột nêm, bột hành, bột tỏi, một ít ớt xay. Bây giờ mình trộn lại, mình ướp với cá nha các bạn. Phi lê cá di hồng này với lại hành 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 tím như là hành đào, hành lá, tỏi, là bột tỏi, bột hành, như là miếng ớt khô, hai muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê muối. Bây giờ mình ướp cá nha các bạn. Đặc biệt đây là một ít là mình đang nhiều chi chi vàng chi chi